hơn lại có những người chọn sự thầm lặng, chọn cho mình một công việc vô cùng nguy hiểm nhưng đầy ý nghĩa. Họ là ai? Họ làm gì? Và để giải thích thắc mắc này, xin mời các thầy cô và các bạn cùng đến với tiết mục Múa Độc Lập Mùa Thu Thương Hạ đến từ lớp 12. Tiết mục chủ đề lớp 12 sinh. Với Đảng, với dân, anh một lòng trung nghĩa.